Em thân xin kính chào quý cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube của em. Dạ vâng, ngày hôm nay thì em lại tiếp tục lên báo giá nhanh 6 mẫu nồi cơm điện dòng nội địa Nhật để cô chú anh chị nhà mình vào theo dõi và lựa chọn cho gia đình nhà mình. Vâng, trong buổi báo giá đầu tiên của ngày hôm nay thì em thân xin kính chúc đến toàn thể cô chú anh chị nhà mình trên mọi miền Tổ quốc một ngày mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc, thành công trong mọi lĩnh vực. Vâng, cô chú anh chị nhà mình ơi, em lại tiếp tục lên báo giá nhanh 6 mẫu nồi cơm điện dòng nội địa Nhật để cả nhà mình vào theo dõi và lựa chọn cho gia đình nhà mình. Vâng, cái đầu tiên của ngày hôm nay em Thinh gửi đến cô chú anh chị nhà mình đó là một chiếc nồi đến từ thương hiệu Toshiba nhé. Cái này thì thành vách của nó không có chảy xước ở đâu nhé. Bề mặt đường trên của nồi đấy rất là đẹp luôn. Và cái này thì thuộc dòng cao tần 1 lít đời 17 nhé cả nhà mình. Bây giờ em sẽ mở vào lòng trong để cả nhà mình nắp nồi thì rất là đẹp nhé. Đấy, bề mặt đằng trên của nồi đấy. Cả nhà mình thấy này, răng nồi rất là dày luôn, sự đàn hồi này. Đó. Riêng dòng nồi của Nhật đấy thì họ làm, cái răng của họ làm ấy rất là dày nhé cả nhà mình. Nó vừa dày mà cái sự đàn hồi của nó thì rất là nhặn. Vâng, ở trong lòng nồi đấy thì nó không có bị chảy xước hay là móp hay là bị bong chóc ở đâu nhé cả nhà mình. Đó, rất là đẹp này. Thành vách bên ngoài này. Nói chung cái này thì còn tới 95%. 90% độ mới nhé cả nhà mình. Cái này nó chỉ tầm 90% độ mới thôi. Và cái này thì bên em đang bán với giá là 1.200.000 đồng. Nhà mình mà vào theo dõi ưng cái mẫu này thì chụp lại cái vào Zalo cho em hoặc là liên hệ vào số điện thoại của em là 03 6148 716 nhé. Bây giờ thì em xin phép được sang cái mã thứ hai của ngày hôm nay. Mã thứ hai của ngày hôm nay thì cũng đến từ thương hiệu Hitachi nhé cả nhà mình. Đấy, thành vách thì không có chảy xước ở đâu nhé, rất là đẹp. Đó, vuông thành sắc cạnh không có bị chảy xước, không có bị móp méo nhé. Bề mặt đường trên cũng thế nhé. Độ sáng bóng, độ mới nhé. Rất là cao luôn nhé cả nhà mình. Cái này thì nó cũng thuộc dòng cao tần 1 lít đời 15 nhé cả nhà mình. Em sẽ mở vào nắp trong để cả nhà mình theo dõi này. Cái này thì nắp đang còn mới nhé. Mới kinh keng luôn cả nhà mình ạ. Họ làm bằng inox cho nên độ mới, độ sáng bóng của nó rất là cao nhé. Và riêng cái răng nồi này đấy, chưa có một cái dấu hiệu ngã màu gì này. Răng rất là dày nhé cả nhà mình, sự đàn hồi cực kỳ luôn. Đấy, răng dày, răng đang còn mới nhé. Cái này răng đang còn mới lắm cả nhà mình ạ. Ở trong lòng nồi của cái này đấy, thì nó có 2-3 chấm rất là nhỏ nhé. Đấy, nó giống như là cái đầu tam thôi cả nhà mình ạ. Vâng, cái này thì em sẽ bao... cho cả nhà mình là không có bị khi mà mình nấu cơm đấy, nó không có bị bén nhá, không có bị bén nổi. Đấy, cái này rất là đẹp luôn. Cái này thì nấu cơm cực ngon luôn cả nhà mình nhá. Ở bên ngoài thì nó có cái quai để mình chống nóng nhá. Khi mà mình nấu cơm xong mà mình bưng ra ăn ấy thì nó sẽ không nóng nhá cả nhà mình. Cái này rất là đẹp luôn. Nói chung là cái này độ mới thì còn tới 95% độ mới nhá cả nhà mình. Cái này thương hiệu Hitachi này. Bên em đang bán với giá là 1.200.000 đồng. Vâng, cả nhà mình vào theo dõi mà ưng mẫu này thì chụp lại gửi vào Zalo cho em nhé, hoặc là liên hệ vào số điện thoại của em. Và bây giờ thì em xin phép được sang cái mã thứ ba của ngày hôm nay. Mã thứ ba của ngày hôm nay nó là thương hiệu Zozushi cả nhà mình ạ. Và cái này thì nó thuộc dòng 1 lít. Cái này đời 22 nhé cả nhà mình. Đời rất là cao luôn. Đấy, riêng cái này thì nó thuộc dòng đời mới tinh, nồi mới tinh nhé. Tức là mở thùng hộp ra luôn cả nhà mình nhé. Đấy, áp suất này, 1 lít này. Đó, rất là đẹp luôn này. Nắp thì mới kinh keng bởi vì nó là dòng nồi mới cho nên là nó rất là đẹp này. Đây, răng nồi này, cực dày, cực đẹp luôn nhé cả nhà mình. Đó, lòng nồi này. Nói chung là nồi mới thì xuất sắc, không thể chê vào đâu được. Không có một cái lỗi gì để mà mình chê cái dòng nồi mới cả. Vâng, cả nhà mình mà ưng cái mẫu nồi mới này thì liên hệ vào số điện thoại của em thì em sẽ tư vấn cũng như là sẽ gửi đến cho cả nhà mình cái mẫu nồi mới này nhé. Nồi mới này thì bên em đang bán với giá là 5.200.000 đồng nhé cả nhà mình.
Đó, cả nhà mình mà ưng mẫu này thì chụp lại gửi vào Zalo cho em. Và bây giờ thì em xin phép được sang cái thứ ba của ngày hôm nay. Chào bác. Mã thứ ba của ngày hôm nay đấy thì em Thinh gửi đến cô chú anh chị nhà mình, đó là một chiếc nồi đến từ thương hiệu Zosushi nhé. Này nó thuộc dòng Zosushi cao tần 1 lít đời 19 này. Thành vách thì không có bị chảy xước nhé. Không có bị chảy xước ở nhà mình ạ. Không có chảy xước luôn. Đấy, rất là đẹp. Vuông thành sắc cạnh này, bề mặt đằng trên này. Đó, cao tần 1 lít đời 19 này, đời rất là cao luôn. Và ở trong này, răng này. Đây ạ, đó, nắp nồi thì mới kinh keng luôn nhé cả nhà mình. Mới kinh keng luôn. Răng nồi cũng thế nhá, xanh gì luôn này. Không có cái sự gọi như là bị úa vàng hay là bị nhầu hay là bị xấu nhá. Răng nồi rất là đẹp, răng nồi mới kinh keng luôn đấy. Vâng, ở trong lòng nồi đấy thì nó có 2-3 cái xước, tức là xước lông chó, lông mèo nhé cả nhà mình. Xước lông chó, lông mèo mình không quan trọng. Khi mà mình nấu cơm lại, cơm nó vẫn rất là ngon cơm nhé cả nhà mình. Đấy, thành vách bên ngoài thì không có bị chảy xước nhé. Đó, đáy nồi thì rất là đẹp này. Nói chung là cái này cũng còn tới 95% độ mới nhé cả nhà mình. Vâng, cái này thì bên em đang bán với giá là 1.600.000 đồng. Cả nhà mình mà ưng mẫu này thì chụp lại gửi vào Zalo cho em, hoặc là liên hệ vào số điện thoại của em nhé. Số điện thoại của em là 0336148716. Bên em thì sẽ bao ship toàn quốc này, đồng thời là bảo hành cho cô chú anh chị nhà mình về nồi là 1 tháng nhé. Vâng, bây giờ thì em xin phép được sang cái mã thứ 5 của ngày hôm nay. Nó cũng là thương hiệu Zosushi nhé. Cái này thì thành vách cực đẹp luôn này. Cũng không có bị chảy xước ở đâu nhé. Không chảy xước, không móp méo. Bề mặt đằng trên cũng thế nhé cả nhà mình. Cái này cao tần 1 lít đời 20 nhé. Đời rất là cao luôn. Em sẽ mở vào trong này. Nắp nồi cực mới luôn nhé cả nhà mình. Đấy, nắp nồi cực mới luôn. Chưa có dấu hiệu gì nhé. Răng cực đẹp này. Răng này, xanh gì, không có dấu hiệu ngã màu. Và lòng nồi của cái này thì vô cùng là đẹp nhé. Vô cùng là mắt mắt luôn. Không có dấu hiệu chảy xước, móp méo, bong chóc gì hết nhé cả nhà mình. Rất là đẹp này. Đấy, cái này thì nói chung là độ mới đang còn cao nhé. Độ mới thì còn tới 96% độ mới nhé. Cái này thì bên em đang bán với giá là 2.500.000 đồng. Còn cô chú anh chị nhà mình mà ưng mẫu này thì chụp lại gửi vào Zalo cho em, hoặc là liên hệ vào số điện thoại của em nhé. Và bây giờ thì em sẽ sang mã cuối cùng của ngày hôm nay. Mã cuối cùng của ngày hôm nay đấy thì nó cũng đến từ thương hiệu là Zosushi. Cái này thì thành vách cũng cực kỳ là nét căng luôn nhé cả nhà mình. Nó không có một cái dấu hiệu gì gọi như là chảy xước hay móp méo nhé. Mới tinh tình tình luôn, rất là đẹp. Cái này cao tần 1 lít, đời hơi sâu một chút, đời 03 cả nhà mình ạ. Vâng, ở trong nắp nồi thì không thể chê vào đâu được. Mới lắm luôn cả nhà mình nhé. Mới kinh keng luôn cả nhà mình ơi. Cái này mới lắm luôn nhé. Đó, răng nồi này. Không có một cái dấu hiệu gọi như là ngã màu gì hết nhé. Mới không có bị ngã màu gì. Mới kinh keng, lòng nồi cũng thế nhé. Mới kinh keng này, độ sáng bóng này, độ dày này, lòng nồi này, bên ngoài này. Đấy, bên trong bên ngoài đều là đang còn mới kinh keng luôn cả nhà mình nhé. Từ thân vỏ cho đến lòng trong của nồi thì đang còn mới xuất sắc luôn. Cái này thì còn mới tới 97% độ mới nhé cả nhà mình. Cái này thì bên em đang bán với giá là 1.900.000 đồng. Dạ vâng, trong buổi báo giá của ngày hôm nay thì em Thinh chỉ lên gửi đến cô chú anh chị nhà mình là 6 mẫu nồi cơm điện dòng nội địa Nhật, để cô chú anh chị nhà mình vào theo dõi. Khi mà mình vào theo dõi mà ưng mẫu nào đấy thì mình có thể là chụp lại gửi vào Zalo cho em, hoặc là liên hệ vào số điện thoại của em là 0336148716 cả nhà mình nhé. Bên em thì sẽ bao ship toàn quốc, đồng thời là bảo hành cho cả nhà mình là 1 tháng. Và riêng cái dòng nồi của Nhật đấy thì những chức năng của nó đấy bên em đều đã gắn bằng tiếng Việt rồi. Chẳng hạn như cái đầu tiên là ủ ấm này, chọn gạo này, hủy này, chế độ nấu này, nấu gạo trắng này, nấu cơm ngon này, nấu cơm cứng này, nấu cơm mềm này, nấu nhanh này, nấu sôi này, đấy, nấu cơm cháy này,
nấu cháo này, nấu gạo lứt này, giờ phút này, hẹn giờ này và nấu này. Đó, thì bên em đều đã gắn bằng tiếng Việt rồi. Và riêng dòng nồi của Nhật đấy thì nó sẽ sử dụng điện là 100 và 100V nhé cả nhà mình. Trước khi mà mình mua nồi ở bên em đấy thì mình xem nhà mình đã có cái cục đổi nguồn chưa. Nếu mà chưa có cái cục đổi nguồn đấy thì mình sẽ mua luôn cái cục đổi nguồn kèm theo với nồi nhé cả nhà mình, để độ bền của nó được cao này, mà mình nấu cơm nó sẽ ngon cơm nhé. Và tránh cái trường hợp là mình mua nồi mà mình không mua cục đổi nguồn đấy, về mình cắm nhầm vào điện 220 đấy, thì nó sẽ hỏng cái nồi đi nhá cả nhà mình. Đó, tránh trường hợp đó thì em sẽ nói trong buổi báo giá để cả nhà mình vào lựa chọn nó dễ dàng hơn. Vâng, buổi báo giá của ngày hôm nay thì em sẽ gửi đến nhà mình là 6 mẫu nồi cơm điện thôi nhé. Để nhà mình vào theo dõi, mà ưng mẫu nào thì chụp lại gửi vào Zalo cho em, hoặc là liên hệ vào số điện thoại của em là 0361487 16. Thì em sẽ tư vấn cũng như là em sẽ gửi đến những cái mẫu nồi mà nhà mình đã chọn nhé. Vâng, đến đây thì em Thinh xin được tạm dừng video. Cô chú anh chị nhà mình vào theo dõi kênh của em thì cũng mong ủng hộ cho em nút like và đăng ký kênh. Xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị nhà mình những video tiếp theo ạ.